Lan đột biến. Ba còn mệt, sao không nghỉ cho khỏe hẳn đã? Nhỡ bệnh tình tái phát lại thì làm sao? Ừ, một ngày không ra đây là ba cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Ba, ba ơi! Ba anh bị tai biến nhẹ, hiện tại ông phải nghỉ ngơi. Gia đình nên chú ý tránh nắng gió. Nếu có hiện tượng gì bất thường thì gọi ngay cho chúng tôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ba dậy ăn ít cháo cho đỡ mệt. Đã gần một tuần nay ba chưa ra thăm vườn lan, không biết chúng thế nào rồi. Còn đưa ba ra ngoài vườn có được không? Ba còn rất yếu, bác sĩ đã dặn kỹ là ba cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ba cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, còn vườn lan cứ giao cho con chăm sóc. Ừ, lan ưa ẩm và bóng râm, nhưng mà cũng cần có đủ ánh sáng đó con à. Dạ, ba nghỉ đi, con biết mình phải làm thế nào mà. Sao lại có một cái cây còi cọc héo úa thế này nhỉ? Cây thế này làm sao sống được chứ? Ba ơi, ba xem này. Có chuyện gì mà con có vẻ sốt sắng vậy? Thành phố tổ chức cuộc thi Hoa Phong Lan thành phố đấy ạ. Ba con mình cùng tham gia nhé. Con tin ở thành phố này không có vườn phong lan nào đẹp như vườn phong lan nhà mình. Ừ, ba trông cậy vào con đó. Chứ ba như thế này chỉ ngồi cổ vũ con thôi. Ba cứ yên tâm, con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Quái lạ, cây lan vũ nữ bà treo ở gốc kia đâu rồi nhỉ? Lan vũ nữ ư? À, có phải cái cây lan còi cọc eo uột héo úa ở gốc kia không ba? Ừ, đúng rồi. Có ông bạn miền núi tặng ba đấy, quý lắm. Ba quên không dặn con chăm sóc nó cẩn thận. Ôi trời ơi, cây lan đấy eo uột thế. Sống làm sao được mà chăm lo cho phí công hả ba? Con vứt nó đi lâu rồi. Con, trời đất. Bà thấy đấy, giỏ hoa nhà mình nổi bật nhất giữa hội thi, chắc chắn sẽ đoạt giải. Con trai của bà cũng có tài chăm sóc cây cảnh lắm đấy chứ. Chào anh có phải là người sở hữu vườn lan lớn nhất thành phố không? Chúng tôi đã nghe kể rất nhiều về anh. Vâng, là tôi đây. Đây là ba của tôi. Dạ, chào ông. Quả đúng như là lời đồn, cây lan nhà anh thật là độc đáo. Đúng vậy, chắc hẳn anh đã phải mất rất nhiều công sức để chăm sóc nó. Đúng, dĩ nhiên là thế rồi. Ông ấy là ai vậy nhỉ? Chậu lan mới tuyệt làm sao? Đúng vậy, một loài lan quý hiếm. Kia có phải là ông Minh cùng phố với nhà mình không ba? Sao ông ấy lại có được cây lan độc lạ như thế cơ chứ? Ông ấy đâu phải có điều kiện lắm đâu. Chào mọi người. Chào ông. Giỏ lan của ông đẹp quá. Một vẻ đẹp kiêu sa, tinh tế. Ông có thể tiết lộ cho chúng tôi biết đây là loại lan gì không ạ? Cây lan đẹp quá. Trước tôi cũng có một cây lan vũ nữ. Đáng tiếc là nó đã bị sâu bệnh nên bị vứt đi có đúng không? Sao bác biết ạ? Đây là cây lan còi cọc sâu bệnh mà bác đã nhặt được ở cổng nhà cháu khi cháu vứt bỏ nó đó. Không thể nào, không thể như thế được. Cây lan đó, chẳng phải sâu bệnh nặng rồi ư? Sao giờ? Con trai, con có biết
nhiều giỏ lan xinh đẹp trong vườn nhà ta. Có nhiều cây cũng đã từng là những gốc lan khô héo hay sao? Con tiếp quản vườn lan của ba, thì cây nào cũng tươi tốt, ra hoa rực rỡ. Con không biết là... Con à, vẻ đẹp luôn được tạo ra từ đôi bàn tay cùng sự nhẫn nại, tận tâm của con người. Đừng bao giờ từ bỏ điều gì khi vẫn còn hy vọng. Con hiểu rồi ạ. Tâm sự của người lạ. Hey, dạo này trình độ lên cao đấy. Chuyện luyện nhiều nó phải khác chứ. Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh đang đi có việc. Em đi làm về chưa? Ai, giờ mới xong việc mà mưa to quá à. Anh qua đón em được không? Nhưng anh đang bận lắm. Em tự về nhé. Nhưng em... Lại gọi gì nữa đây? Thế cho rảnh nợ, đỡ phải gọi nhiều. Thằng này, thế mà được đấy. Chuyện tiếp tục nào. Thì ba quý khách cứ gọi nhiệt tình liên lạc. Hai ông chơi tiếp đi, tôi ra nghỉ uống nước một chút. Em ơi, cho anh một ly nâu đá. Vâng ạ. Mới tắt máy có một lúc mà tin nhắn báo gọi nhỡ tới tấp thế này. Gọi gì mà khiếp vậy? Những 20 cuộc gọi nhỡ. Đã bảo là tự về đi mà còn gọi lắm thế. Vợ cậu gọi à? À vâng. Khổ thế đấy. Đi chơi có một lúc mà cũng không yên thân. Sao cậu không nghe máy mà để cô ấy gọi nhiều thế? Có việc gì đâu ạ. Đang chơi vui mà cứ bắt về, nên cháu tắt máy đi. Phiền lắm chú ơi. Cậu sướng thật đấy. Tôi chỉ mong có người gọi về mà không được. Có gì mà sướng ạ? Chú mới sướng vì vợ không gọi ấy chứ. Vợ tôi mất rồi. Xin lỗi chú. Cháu... Lần đó cũng vì tôi nãy chơi, nên khi vợ tôi gọi điện tới nói đón cô ấy từ nhà ngoại về. Anh đang bận lắm, em tự về nhé. Nhưng em thấy chóng mặt và mệt lắm anh à. Em bắt taxi mà về. Tôi đã tắt máy một cách lạnh lùng. Đến khi cuộc nhậu đã tàn, tôi nhận được một cú điện thoại. Sao cơ? Vợ tôi đang cấp cứu trong bệnh viện ạ? Hôm đó trời mưa to, vợ tôi bị cảm, nhưng cô ấy vẫn cố đi xe về. Vợ tôi bị ngất ngoài đường, rồi ngấm nước mưa, nên đã đột quỵ và ra đi mãi. Giá như hôm đó tôi không tắt máy về đón cô ấy thì mọi chuyện đã khác. Giờ mới xong việc mà mưa to quá. Anh qua đón em được không? Nhưng anh đang bận lắm. Em tự về nhé. Thế cho rảnh nợ, đỡ phải gọi nhiều. Xin lỗi chú, cháu có việc đột xuất phải đi đây. Sao mãi không nghe điện thoại thế này? Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa. Alo. Em à, em đang ở đâu đấy? Em vẫn đang đứng trước cửa công ty đây. Anh giỏi nhỉ, giờ mới chịu bật máy hả? Em đã nói là em mệt, không về được còn gì. Rồi rồi, anh xin lỗi. Em chờ anh nhé. Anh tới đón em bây giờ đi. Lát về em muốn phạt anh thế nào cũng được. Lỗi lầm của Bi. Trời ơi, cái nhà tôi có khác gì bãi rác không? Cứ dọn vào một chút xíu, lại bày bừa như cũ rồi. Bi à, bao giờ con chơi xong, nhớ cất đồ chơi đi nha. Vâng ạ.
Để xem hôm nay phải nấu món gì cho bé Bi của mẹ ăn nào. Tôm này, thịt này, đúng rồi, tôm nướng phết bơ tỏi. Thằng bé sẽ rất thích món này. À, xong rồi, mệt quá, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Mẹ ơi, con tặng mẹ đó, con đã phải rất lâu mới hoàn thành. Con trai mẹ vẽ đẹp quá, để mẹ tìm cái khung treo lên nha. Tối ba về, còn khoe với ba nữa. Mẹ có thấy đẹp không? Mẹ treo nó lên đi ạ. À. À, đến giờ chiếu phim hoạt hình rồi. Ờ, con phải dọn dẹp đồ chơi nữa chứ. Chào con trai, này ở nhà có gì vui không con? Có ạ, à, con vẽ tặng ba mẹ bức tranh kia kìa. Ấy chà, tranh Bi vẽ đẹp quá, ba mẹ cảm ơn Bi nha. Vâng ạ. Ấy chà chà, hôm nay mẹ Bi cho ba con mình ăn gì mà thơm thế nhỉ? Thực đơn hôm nay có rau bí xào nè, canh chua và món chả tôm phết bơ mà Bi thích nhất đấy. Đây là kem tươi. Anh mua ở cửa hàng hai mẹ con rất thích đó. Em cất đi để dành ăn tráng miệng. Ăn đi con. Con không ăn chả tôm đâu. Con muốn ăn kem cô. Mẹ lấy kem cho con đi. Ăn xong cơm rồi mẹ lấy kem cho. Không, con muốn ăn kem. Ăn kem, ăn kem. Bi này, con ăn cơm đi. Lát nữa ăn cơm xong mới được ăn kem tráng miệng chứ. Không, không đâu. Ăn kem cô. Con ăn kem chút con. Con trai à, ra ngoài kia ba con mình nói chuyện với nhau nhé. Ơ, ba bảo ra ngoài nói chuyện với ba mà con không ra à? Bi à, bức tranh này con vẽ tặng ai vậy? Dạ, con vẽ tặng ba mẹ. Thế nếu mẹ con không lồng khung treo lên tường mà vò nát bức tranh đó vứt vào sọt rác thì con nghĩ sao? Không, không được làm thế. Con vẽ cả buổi chiều để tặng ba mẹ cơ mà. Thế nếu ba mẹ không thích bức tranh đó, ba mẹ muốn bức tranh khác thì sao? Sao lại không thích ạ? Nếu vậy, con sẽ rất buồn. Đúng vậy, khi món quà của mình không được người khác đón nhận thì điều đó thật sự hụt hẫng và thất vọng. Con thấy không, mẹ con cũng đã vất vả để làm ra món tôm phết bơ cho con, vậy mà con lại nỡ từ chối và đòi ăn món khác. Điều ấy có khác gì so với việc bức tranh của con bị từ chối và bỏ đi không? Ba ơi, con hiểu rồi ạ. Con không nên làm như thế với mẹ. Nào, hai ba con đã vào ăn cơm được chưa? Mẹ ơi, con xin lỗi. Được rồi, ngoan nào, giờ thì chúng ta sẽ vào ăn cơm tiếp chứ. Vâng, con sẽ ăn hết chả tôm mẹ đã làm cho con. Mối duyên đặc biệt. Trời ơi, chúng nó kia gặp con nhỏ rồi. Ổn rồi, ổn rồi, mày đừng lo. Mình về rồi à? Hôm nay có kiếm được nhiều không? Ơ, mà con chó này ở đâu ra thế? Tôi đang thả lưới thì thấy nó đuối sức, sắp chìm nghỉm giữa sông nên lao ra cứu thôi. Chồng nó tội nghiệp quá cho nên mang về nhà nuôi, được không mình? Tất nhiên là được rồi. Mình ơi, hình như nó cũng đang có bầu. Mình nhìn này, bụng nó to hơn bình thường.
Vậy à, may mà mình kịp cứu nó đó, không thì tội nghiệp cho mẹ con nó quá. Hay là từ nay vợ chồng mình gọi nó là Vàng nha. Được. Vàng, Vàng ơi. Một thời gian sau. Con trai của ba, ngoan nha. Đêm qua mình trở dạ sinh, tình cờ làm sao con Vàng cũng đẻ đêm qua rồi. Một con chó con mập mũm mĩm. Thật vậy hả mình? Vậy thì tốt rồi. Mình nấu cháo cho tôi, nhớ phần cho mẹ con nó một ít nha. Con ổn rồi, có mẹ đây rồi. Cảm ơn mày. Nếu không có mày thì ngày xưa chồng tao cứu được mẹ mày, giờ mày để cứu được cô Tí. Đây giống như là lấy ơn báo ơn. Dù là người hay là bậc biết nghĩa cử này đều thật đáng quý biết bao. Cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm. Không cần so sánh. Với mình, sao cậu ấy tiến bộ nhanh vậy? Còn mình thì... Hey! 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 À! À! Hey! Hey! Ăn nhiều vào nhé, bạn tốt của ta. Thực sự, ta ngưỡng mộ các huynh và muốn học hỏi thật nhiều để trở thành một môn đệ giỏi của sư phụ. Ta không dám so sánh với Trương Đảng. Ta chỉ cần như Lý Tam thôi cũng được. Nhưng ta không làm được. Ta kém cỏi quá. Tiểu Phong, hóa ra con ở đây. Con chào sư phụ. Con ngồi xuống đây, hãy trả lời ta thành thật. Con có thật sự muốn trở thành một môn đệ của Lâm Quang không? Thưa thầy, con thật sự rất muốn. Nhưng con luôn thấy mình kém cỏi hơn các sư huynh. Thể chất con yếu đuối, con sẽ không bao giờ có thể theo kịp được các huynh ấy. Các huynh ấy tài giỏi bao nhiêu, thì con lại kém cỏi bấy nhiêu. Thật sự, con luôn ước ao mình có thể được giỏi giang như Trương Đảng. Huynh ấy thật tài giỏi. Tiểu Phong, con có nhìn thấy hai cái cây xanh kia không? Từ khi ta đến đây, đã thấy hai cây đó sống cạnh nhau rồi. Một cây cao lớn, một cây thấp bé, nhưng chúng luôn sống cạnh nhau mãi như thế. Có lẽ cái cây nhỏ cũng chẳng bao giờ than phiền oán trách sao nó lại thấp bé hơn. Con có biết vì sao không? Con không biết thưa thầy.
Đó là vì chúng không so sánh với nhau. Không so sánh ư? Thưa sư phụ. Đúng. Chúng ta không so sánh với người khác để hạ thấp giá trị của bản thân mình. Cái cây kia tuy nhỏ nhưng vẫn có giá trị, vẻ đẹp riêng của nó. Nó vẫn yêu đời, vẫn cố gắng đón lấy nắng, gió để bung nở những đóa hoa đẹp đẽ. Và chẳng ai so sánh nó với cây cổ thụ sừng sững đứng cạnh nó cả. Tiểu Phong, sư phụ mong con cũng như cây bé nhỏ kia tự tin vào bản thân mình hơn. Chỉ cần tự tin và nỗ lực, chắc chắn con sẽ tiến bộ nhanh chóng. Con hiểu rồi, thưa sư phụ. Hey, 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 hey. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.